Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài Chữ người tử tù, sách giáo khoa ngữ văn 10, bộ sách Kết nối trí thức Trước tiên, chúng ta cùng nhau đến với câu 1 Trong phần trước khi đọc nhé Dựa vào nhan đề chữ người tử tù, bạn thử suy đoán xem tác phẩm viết về câu chuyện gì với nhân đề ngày hôm nay, chữ người tử tù, ta có thể đoán rằng câu chuyện sẽ xoay quanh một nhân vật chính, đó là người tù mắc trọng tội phải không nào? Đến với phần 2 là trong khi đọc, câu hỏi số 1 như sau. Tóm tắt nội dung cuộc trò chuyện giữa nhân vật quản ngục và thầy thơ lại. Vậy thì ở đầu trong văn bản, chúng ta thấy được có một cuộc trò chuyện giữa quản ngục và thầy thơ lại phải không nào? Vậy thì hai nhân vật nói những nội dung gì hả các em? Đó là nội dung xoay quanh việc trại giam sắp nhận được 6 tên tù án chém và trong đó có người đứng đầu tên là Huấn Cao. Và viên quản ngục này không phục Huấn Cao bởi vì tài hoa và khí phách anh hùng của Huấn Cao đấy. Đến với câu hỏi số 2 như sau. Chú ý các chi tiết cho biết ngoại hình, suy nghĩ và lời nói, sở thích, môi trường sống của quản ngục và những câu văn khái quát được tính cách của nhân vật này. Vậy thì các em hãy kể ra những chi tiết về ngoại hình, suy nghĩ, lời nói, sở thích, môi trường sống của viên quản ngục nhé. Viên quản ngục có ngoại hình, đó là điểm hoa râm, râu đã ngả màu. Ông có tính cách, có tâm điền tốt và thẳng thắn biết quý trọng người tài. Sở thích của viên quản ngục là sưu tầm chữ để treo trong nhà. Nhưng viên quản ngục lại sống ở trong môi trường ngục tù, nơi mà đầy rẫy những cạm bẫy, những cái xấu, cái ác. Câu hỏi số 3 như sau. Theo bạn, viên quản ngục sẽ đối xử với nhân vật huấn cao như thế nào? Chi tiết nào ở phần 1? có thể khiến bạn suy đoán như vậy. Vậy thì, dựa vào vai trò, vị trí của viên quản ngục, có thể viên quản ngục sẽ đối xử với huấn cao vô cùng tàn nhẫn phải không nào? Nhưng chi tiết ở phần 1 khiến ta có suy nghĩ khác, đó là chi tiết. Khi biết tin nhà Lao sắp nhận huấn cao, quản ngục không những không lo sợ mà tỏ ý ngưỡng mộ. Huấn cao hay là người mà tỉnh sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và đẹp đó không và ngoài ra ông còn sai thầy thờ lại cho người quét dọn buồng giam như vậy với chi tiết ở trong phần 1, ta đoán rằng viên quản ngục sẽ đối xử với huấn cao khác với những tên tù nhân khác ông biệt đãi và cư xử hoàn toàn tốt phải không nào câu hỏi số 4 hình dung hoàn cảnh của cuộc gặp gỡ giữa quản ngục và huấn cao. Như vậy, ở vị trí của một người quản ngục và tên tù nhân là huấn cao, cả hai người này chắc chắn sẽ gặp nhau tại nơi ngục tù tăm tối phải không nào? Tiếp theo ta đến với câu 5, huấn cao đã chấp nhận sự biệt đãi của viên quản ngục như thế nào? Khi Ta thấy rằng viên quản ngục đã có những biệt đãi riêng đối với tù nhân là Huấn Cao. Huấn Cao có một thái độ như thế nào hả các em? Đó chính là thản nhiên nhận rượu thịt và coi đó là một việc vẫn làm trong cái hướng sinh bình lúc chưa bị giam cầm. Ông có thái độ vô cùng thản nhiên phải không nào? Câu hỏi số 6. Sự đoán xem Huấn Cao có bằng lòng cho chữ viên quản ngục hay không? Vậy thì chúng ta phải xét ở bình diện xã hội khi mà huấn cao là một tên tử tù, còn viên quản ngục là người ở vị trí đại diện cho xã hội lúc bấy giờ, chắc chắn huấn cao sẽ không bằng lòng cho chữ viên quản ngục phải không nào? Tiếp đến câu hỏi số 7. Lưu ý các chi tiết được tác giả sử dụng để dựng cảnh cho chữ. Ở cuối của văn bản có một cảnh cho chữ diễn ra nơi tù ngục tăm tối giữa huấn cao và viên quản ngục. Các chi tiết ấy đó là Không gian, tác giả miêu tả buồn gian tăm tối, chật hẹp, đầy phân chuột, phân rán Thời gian là vào ban đêm trong khoảng thời gian cuối đời của người tử tù. Người nghệ sĩ tài hoa đó là huấn cao, say mê tô từng nét chữ. Trong cảnh cổ đeo gông, chân vướng xiềng và chỉ sớm tinh mơ ngày mai sẽ bị áp giải vào kinh chịu án tử hình còn thầy thơ lại thì lại run run bưng chậu mực viên quản ngục khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ câu hỏi số 8 như sau nhân vật huấn cao khuyên quản ngục điều gì quản ngục có thái độ như thế nào trước lời khuyên đó ở cuối văn bản, ta thấy, sau khi huấn cao cho chữ viên quản ngục, huấn cao còn có lời khuyên đối với viên quản ngục. Đó là, thầy quản nên tìm về quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững, và rồi cũng đến nhem nhuốc, mất cái đời lương thiện đi. Đối với lời khuyên mà nhân vật huấn cao, khuyên quản ngục, quản ngục đã cảm động vẻ vái người tù một vái chắp tay mà nói một câu dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào kẻ mê muội này xin bái lĩnh tiếp theo là câu hỏi số 9 nội dung câu chuyện kể có giống với suy đoán của bạn lúc mới đọc nhan đề tác phẩm hay không với câu hỏi số 9 này thì tùy vào sự đoán của các em có thể có hoặc không nhưng các em sẽ đưa ra câu giải thích phù hợp nhé. Đến với phần 3 là sau khi đọc câu hỏi số 1 như sau. Hãy xác định tình huống chuyện trong chữ người tử tù. Trong bài học ngày hôm nay của chúng ta, tình huống chuyện diễn ra về hai nhân vật Huấn Cao và Viên Quản Ngục phải không nào? Ta thấy rằng với nhân vật Huấn Cao trên bình diện xã hội, đây là một tên đại nghịch cầm đầu cuộc nổi loạn bị bắt giam. Còn với viên quản ngục thì là người đại diện cho tật tự, tự xã hội đương thời. Nhưng cả hai nhân vật này đều là những con người có tâm hồn nghệ sĩ và trên bình diện nghệ thuật họ là tri âm, tri kỷ với nhau. Tiếp theo là câu hỏi số 2. Lời kể nhân vật quản ngục trong phần 1 là của ai? Nó tác động đến cách nhìn của bạn về nhân vật này như thế nào. Ta đọc kỹ lại về đoạn đầu tiên nói tới nhân vật quản ngục. Ta thấy rằng đó là lời của chính tác giả phải không nào? Nó giúp cho cách kể linh hoạt, tự do hơn và giúp cho chúng ta hình dung về nhân vật viên quản ngục. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Sự kiện nào đã tạo nên bước chuyển trong thái độ của huấn cao với quản ngục? Sau sự kiện ấy, Mối quan hệ của họ đã thay đổi như thế nào? Ta thấy rằng ban đầu Huấn Cao tỏ vẻ thái độ với viên quản ngục, nhưng lúc sau ông lại chấp nhận cho chữ viên quản ngục. Vậy thì sự kiện nào đã tạo nên bước chuyển ấy? Đó là khi Huấn Cao hiểu rõ được tính cách cũng như là nhân cách của viên quản ngục. Huấn Cao đã đồng ý cho chữ phải không nào? Đến với câu hỏi số 4, nhân vật Huấn Cao được tác giả khắc họa qua những chi tiết tiêu biểu nào? Hãy dựa vào các chi tiết đó để khái quát đặc điểm tính cách của Huấn Cao. Các em hãy đọc kỹ trong văn bản và tìm những chi tiết tiêu biểu về nhân vật Huấn Cao nhé. Có 3 nét chi tiết tiêu biểu. Đầu tiên, Huấn Cao được miêu tả là một người nghệ sĩ tài hoa. Ông còn có khí phách hiên ngang và nhân cách trong sáng, cao cả đấy. Như vậy, qua hình tượng của nhân vật Huấn Cao, tác giả đã thể hiện được quan niệm về cái đẹp, cái tài phải luôn đi liền với cái tâm và cái thiên lương trong sáng. Tiếp theo ta đến với câu hỏi số 5 như sau: Chỉ ra các yếu tố khiến cảnh cho chữ trở thành một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, hãy phân tích ý nghĩa của cảnh tượng kỳ lạ đó. Vậy thì vì sao tác giả nói rằng đây chính là một cảnh tượng xưa nay chật chưa từng có của cảnh cho chữ hả các em? Đó là bởi vì các yếu tố như sau. Về không gian, nơi ngục tù ẩm mốc, bẩn thiểu, đầy những phân chuột và rán. Về thời gian thì là giữa đêm khuya thanh vắng. Người cho chữ là huấn cao, mặc dù bị cùng gông nhưng ung dung tự tại, oai phong phóng bút. Viên quản ngục và thầy thơ lại thì cúi đầu đón nhận như một đặc ân trật tự kỷ cương nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn. Như vậy, ý nghĩa của cảnh tượng này chính là sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, của cái đẹp đối với cái xấu xa, nhờ bẩn, của cái thiện đối với cái ác. Câu hỏi số 6 như sau. Theo bạn, tác giả đã gửi gắm thông điệp gì thông qua câu chuyện xin chữ và cho chữ? thông qua cảnh tượng cho chữ của Huấn Cao và Viên Quản Ngục, thông qua việc Huấn Cao là người cho chữ Viên Quản Ngục, ta thấy rằng cái đẹp có thể được sinh ra và tỏa sáng giữa chốn hôi hám, nhơ bẩn, nhưng cái đẹp không thể chung sống cùng với cái ác và cái xấu. Ngoài ra, con người ta xứng đáng được thưởng thức những cái đẹp khi giữ được thiên lương trong sáng, và cái đẹp còn có chức năng tác dụng cảm hóa con người. Câu hỏi số 7 như sau. Nhận xét về một điểm chung mà bạn nhận thấy giữa hai nhân vật Tử Văn trong chuyện chức phán sự đền tản viên của Nguyễn Sử và Huấn Cao trong chữ người tử tù của Nguyễn Tuân. Vậy thì ở hai nhân vật này có điểm chung gì hả các em? Đó chính là họ đều là những người anh hùng mang vẻ đẹp phẩm chất đáng trân trọng, không vì uy quyền và tiền bạc mà đánh mất chính bản thân mình. Tiếp theo ta đến với nội dung kết nối đọc và viết. Viết một đoạn văn khoảng 150 chữ, phân tích một yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong truyện ngắn chữ người tử tù. Cô sẽ hướng dẫn các em như sau. Vẻ đẹp ngôn ngữ trong chữ người tử tù thể hiện trước hết ở việc miêu tả khung cảnh nhà ngục với lớp từ hán Việt cổ kính. Mở đầu là dòng chữ, phiến chát của Sơn Hưng Tuyên, đốc bộ đường. Tại cảnh vật thì có vọng canh chiếc hèo hoa, giá gươm, án thư, con song, giấy bản, ti niết, tàn đèn, chiếc gông, bức châm, vân vân. Tả người thì có thầy bát, thằng thập, thủ sướng, ngục tốt. Tả việc thì có cho chữ, thay bút con, để xong khoản lạc, lĩnh ý và bài lĩnh. Nhà văn đã mượn chữ nghĩa của người xưa, khơi dậy cái không khí cổ kính trong khung cảnh của một quá khứ xa xôi. Chỉ cần mấy dòng, tác giả đã lột tả được thần thái, tính hồn của một thời đã qua, phục chế chính xác và sinh động, ngôn ngữ, cử chỉ của những con người, chỉ còn thấp thoáng trong màn sương mờ ảo của sĩ vãn. Các em thân mến, vậy là cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong bài học ngày hôm nay. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để có thể xem các bài học khác nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau